Ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Nai Y Tá, sinh năm 1985, quê tỉnh Phú Yên, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều ngày 26 tháng 2, tại khu vực chăn nuôi gia súc của gia đình ở tổ dân phố M Lọn, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Tá và vợ là Ma Huyền, 40 tuổi, xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc bán phân bò. Đang ở gần đó, bà Ca Nhào, 70 tuổi, mẹ vợ Tá, và bà Bơ Chung Nai Đơn, 50 tuổi, chị vợ Tá, qua mắng chửi Tá. Ông Gia Tạo, 73 tuổi, bố vợ Tá, cầm cây gỗ dài hơn 1,4 mét, cũng đến khu vực chăn nuôi gia súc của gia đình Tá. Sau khi lời qua tiếng lại, Tá giật cây gỗ đánh vợ, bố mẹ và chị gái vợ. Hậu quả, bà Ma Huyền và bà Bơ Chum Nai Đơn tử vong. Ông Gia Tạo và bà Ca Nhào bị thương nặng, tổn thương cơ thể lần lượt 64% và 18%.